Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956 tháng 4 âm lịch năm 2022. Xin được kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, một kênh thông tin rất hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con Khỉ là con vật đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người tôn kính. Những người tuổi Khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống. Họ là những người có uy quyền, có địa vị. Và những gia chủ tuổi Bính Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó là niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến, kính trọng. Họ cũng có một con mắt rất tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy, trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho mọi người những nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Bính Thân dễ dàng thấu hiểu được tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác. Và từ đó thì sẽ có được cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Vâng, và trong tháng 4 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Bính Thân phạm phải hạn xung thái tuế. Và đây sẽ là một năm mang lại khá là nhiều trắc trở đối với những người tuổi này. Và đương nhiên rằng là với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho những gia chủ tuổi Bính Thân nhục chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Bính Thân dễ dàng vượt qua được những khó khăn này. Tử vi học dự báo tháng 4 âm lịch chính là thời điểm đột phá của những gia chủ tuổi Bính Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của quý gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Bính Thân, sinh năm 1956 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Thân nói chung và tuổi Bính Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập được thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, tức là mệnh lửa, thường có sự quyết đoán cùng với ý chí cứng rắn, luôn kiên trì bền bỉ đến cùng, theo đuổi đam mê của bản thân. Đây chính là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ, che chở cho cả đội. Tuy nhiên đôi khi vì quá cứng đầu, bảo thủ, không nghe lời mọi người, nên mối quan hệ với đồng nghiệp thường không được tốt, tiền vận có phần vất vả, nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bính Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những người xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Tử vi tháng 4 năm 2022 âm lịch của người tuổi Bính Thân cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông, bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp cho những người tuổi Bính Thân trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc, nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Thân khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với quý gia chủ tuổi Thân đã có gia đình, nhưng cũng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên thời gian này cũng có thể xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Bính Thân. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Ất Âm Mộc nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý gia chủ tuổi Bính Thân trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, với những người vẫn đang đi làm, trong tháng được quý nhân trợ giúp nên công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp, theo đó cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng.
Sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dạn và cống hiến lâu năm của bản mệnh được lãnh đạo đánh giá cao. Có người còn có thể được thăng chức trong năm này. Dù vậy, bạn vẫn cần phải luôn nỗ lực, chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng này cho thấy phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ. Nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp, người đã nghỉ hưu hoặc lương từ công việc chính với người vẫn đi làm. Do đó, vấn đề tiền bạc cũng không còn làm bạn khó khăn. Với những ai vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể thử sức các hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng, nông sản. Việc đầu tư với quy mô nhỏ sẽ giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận để tăng thêm thu nhập, cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên, dù có là đầu tư nhỏ, bạn cũng không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin kẻo tiền bao nhiêu cũng hết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên bạn hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, trong tháng bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Cần phải thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Với những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp với làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không phải gặp nguy cơ tiềm ẩn nào quá lớn. Các quý gia chủ tuổi Bính Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Bính Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, xem tử vi tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần, các mối quan hệ gia đạo đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt là nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đầy đủ cho gia đình lại vừa không quên chăm sóc bản thân. Nên gia đạo rất êm ấm vô cùng. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng có một số cơ hội có tình cảm với người khác phái trong năm. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải chủ động hơn nữa để có thể nắm bắt được hạnh phúc. Trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính mệnh chủ có thể trở nên khá khó chịu, nóng nảy. Nhưng nhìn chung, tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 4 âm lịch này, cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là chúng ta không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sai Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Bính Thân 1956 trong tháng 4 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những chương trình được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào!